chào, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại mọi người tại Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Khi Messi đối đầu 1-1 với thủ môn, cựu thủ môn Barcelona Silesen từng chia sẻ: "Tập luyện với Messi khiến tôi tự tin về bản thân." Sau 3 mùa giải gắn bó, Silesen vừa chia tay Barcelona để chuyển tới khoác áo một đội bóng khác ở La Liga là Valencia. Không thường xuyên có cơ hội ra sân do phải làm kép phụ cho Max Degen. Tuy nhiên, anh cũng có những trải nghiệm khó quên khi làm bia tập bắn cho Lionel Messi trong những buổi tập. Henry cũng từng nói với Sky Sports: "Những thứ Messi làm trong buổi tập thực sự đáng kinh ngạc. Khi bực mình, anh ấy có thể vượt qua cả đội hình của đối thủ. Họ chẳng thể ngăn cản nổi anh ấy. Hãy ngồi xuống cùng chúng tôi, xem lại những pha xử lý điệu nghệ của Messi khi đối đầu 1-1 với thủ môn nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero nào. Tạm biệt." Đố các bạn biết các thủ môn thường sợ gì nhất? Câu trả lời là sợ vợ. Không tin sao, các bạn cứ thử tìm gặp và hỏi ngay trước mặt người vợ rằng anh ta có sợ vợ mình hay không. Cứ thử đi rồi bạn sẽ biết. Vậy thì còn nỗi sợ thứ hai của họ là gì? Dĩ nhiên là sợ phải vào lưới nhặt bóng rồi. Nhưng còn một nỗi sợ nữa, đó là những người gác đền sợ sẽ bị ngu người khi đối diện với Messi. Mời các bạn hãy cùng Mr. Zero xem lại những lần mà Messi đối mặt với thủ thành của đối phương. Lốp bóng không phải là một kỹ thuật quá khó, nhưng ghi bàn bằng cách lốp bóng qua tầm với của thủ môn đối phương là một kỹ thuật khó trong bóng đá. Bởi lẽ, nó đòi hỏi ở người thực hiện nhiều yếu tố, ngoài tốc độ băng xuống đối mặt. Cần phải có được nhãn quan tốt để nhận ra được sơ hở của đối phương khi băng ra, để kịp thời bóng bóng sao cho vừa đủ độ cao và độ khó cần thiết để ghi bàn, mà thủ môn đối phương không kịp phản xạ. Messi không ít lần trong sự nghiệp của mình thực hiện kỹ năng ghi bàn phức tạp ấy theo cách đơn giản đến không ngờ, như kiểu bàn chân của anh được lập trình để thực hiện kỹ thuật siêu việt này, ngay cả khi anh phải đối mặt với những thủ môn xuất sắc như Manuel Neuer. Trong những trận cầu căng thẳng như bán kết Champions League, đáng chú ý, Messi thường lốp bóng qua tầm với của thủ môn đối thủ, chủ yếu bằng chân trái, chân thuận của mình. Lực đi không mạnh, nhưng lại vừa đủ để qua đầu hoặc là tầm với tay cản phá của thủ môn đối phương, và đó chính là nghệ thuật. Những người gác đền tốt nhất từng đối mặt với huyền thoại người Argentina đều đồng ý rằng tính linh hoạt, không thể đoán trước, chính xác và tự tin của Messi khiến họ gần như là không thể cản phá anh ghi bàn. Messi có thể sút phạt thành bàn, ra chân thành bàn hay lốp bóng ghi bàn. Thậm chí còn có những bàn thắng được ghi theo kiểu sầu kim các thủ thành. Nhắc đến kỹ thuật này, mọi người có thể nhớ đến bàn xỏ kim kinh điển của Messi với Miner ở lượt về vòng 1/8 Champions League năm 2015. Nhưng đó là đối với một cầu thủ, còn đây chính là pha sâu kim khi Messi vượt qua thủ môn Bolivia và đối mặt với khung thành trống. Đáng tiếc, trọng tài đã báo việt vị trong tình huống này. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên vẫn phấn khích về sự tinh tế của Messi. I'm rich. Chúng ta đều biết rằng Lionel Messi là một cầu thủ xuất chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ghi hơn 600 bàn thắng cho Barcelona trên mọi đấu trường. Hơn 40 trong số đó là đến trực tiếp từ những pha đá phạt trực tiếp. Messi có nhiều lần sút phạt thành bàn ở các trận siêu kinh điển, và đây là điều mà Ronaldo dù có rất cố gắng vẫn không sao làm được. Cái tên Messi trở thành nỗi ám ảnh của các cầu thủ mỗi khi thực hiện những quả đá phạt hàng rào. Bởi những cú đá ấy luôn đưa bóng theo quỹ đạo mà hầu hết các thủ môn không thể với tới. I'm rich.
like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Spell it like Versace. Phong cách đi bóng của Messi có thể nói là chẳng lấy gì làm hấp dẫn. Anh hiếm khi tạo ra những màn xử lý bóng đậm chất biểu diễn như đảo chân rạng lạc, xoay camba hay lắc hồng gì gì đó. Siêu sao người Argentina chủ yếu dẫn bóng theo nhịp ngắn để qua người, anh gạt bóng hoặc sau kim, chỉ có một nhịp là đã đến sau lưng đối thủ, chẳng cần rườm rà. Từng có kiểu ví von đời hình ảnh rằng khi Messi vừa nhận bóng và đối thủ đang lao vào truy cản, anh đã tính đến phương án dứt điểm thế nào để bóng đi vào lưới. Nói cách khác, Messi luôn đưa ra những giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất có thể trong mọi tình huống. Anh không cố gắng để tạo ra những pha bóng ngoạn mục, điều mà Pelé, Maradona, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo hay Neymar vẫn thường làm. I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me. When you don't talk to me. Yeah. Thủ thành Thibaut Courtois không thể thảm hơn khi bị Messi biến thành gã hề với pha sau kim đẳng cấp. Một bằng chân phải và một bằng chân trái. Có thể nói trận đấu đó Courtois đã bị Messi hủy diệt một cách toàn diện. Tuy rằng Courtois thực sự không quá đáng trách, nhưng hai lần liên tiếp bị Messi xỏ háng đã khiến thủ môn người Mỹ trở thành trò cười của cộng đồng mạng. Something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. Chắc hẳn các bạn còn nhớ trận đấu khi Barca hạ sát Arsenal với tỷ số là 4-1 chứ. Ở trận đấu đó, M10 đã đâm thẳng vào vòng cấm địa của pháo thủ, làm đối phương thất điên bát đảo trước khi tung ra hai cú sút liên tiếp. Kết quả là Almunia chỉ chặn được lần đầu, còn lần hai thì bị anh sau kim. Penalty theo kiểu Panenka là một kỹ thuật khó và Ronaldo chưa từng dám mạo hiểm thực hiện. Tuy nhiên, riêng với Messi, đã không ít lần anh ghi bàn theo cách này. Đây là bàn thắng vào lưới của Villarreal hồi năm 2017 khi Messi đánh lừa thủ môn bằng cách bấm bóng vào chính giữa khung thành ở cự ly là 11m. Messi đã trở thành một chuyên gia biến thủ môn đối phương thành gã hề bằng những pha ghi bàn đậm chất kỹ thuật của một nghệ sĩ sân cỏ đích thực. Vừa rồi là những khoảnh khắc khi những người gác đền đối mặt và bị Messi xử lý một cách thật nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.